Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, những năm qua thì cán bộ hội viên người cao tuổi tại tỉnh Hải Dương đã tự nguyện góp công góp của làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, qua đó góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Để mở rộng tuyến đường 195 chạy qua các xã Bình Xuyên, Ngô Quyền, Hồng Quang và Lê Hồng, hội người cao tuổi các xã đã tích cực đến từng gia đình hội viên để vận động các gia đình hiến đất mở đường. Đến nay đã có 60 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích hơn 2.000 m2. Vì cái chỗ này nó là cái chỗ cua, nếu mà để mà đất của mình mà cứ giữ thì không được, mà bây giờ thì lại đến tai nạn, cho nên là đồng ý từ ban đầu tất cả gia đình con cái. Tỉnh Hải Dương hiện có trên 316.000 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 236 hội cơ sở. Trong năm 2023, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã vận động gia đình con cháu hiến hơn 83.000 m2 đất để mở rộng đường làng ngõ xóm, tham gia đóng góp trên 31.000 ngày công và ủng hộ gần 18 tỷ 790 triệu đồng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương. Chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái tuyên truyền, định hướng, để hướng dẫn cho hội viên, rồi các cái hội ở cơ sở, các chi hội đi vào cái công tác tuyên truyền vận động, thế rồi là làm những cái công việc cụ thể thể hiện cái tính tiền phong gương mẫu và tuyên truyền vận động trong gia đình và cộng đồng để thực hiện những cái tiêu chí, đặc biệt là quan tâm vấn đề môi trường, vấn đề cảnh quan nông thôn, cảnh quan đô thị. Thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.